Tại Thái Lan, thi thể không mảnh vải che thân của một doanh nhân người Đức 62 tuổi, mất tích một tuần, đã được tìm thấy trong tủ đông của một ngôi nhà vào đêm ngày 10 tháng 7. Theo đó, nạn nhân tên Hans Peter Mack lần cuối được nhìn thấy đang lái chiếc xe Mercedes của mình ở Pattaya, một thành phố ven biển ở miền nam Thái Lan. Sau khi ông này bị mất tích, gia đình đã đưa ra phần thưởng 3 triệu bạc, khoảng 86.000 đô la Mỹ cho việc tìm kiếm thông tin. Tawi Kutalan, cảnh sát trưởng thị trấn Nong Pru, cho biết thi thể của Mack được tìm thấy vào khoảng 11 giờ đêm ngày 10 tháng 7. Tawi nói các nhà điều tra xác định vị trí của thi thể bằng cách sử dụng camera an ninh. Chiếc xe Mercedes E350 của nạn nhân cũng được tìm thấy trong bãi đậu xe của một khu dân cư cao cấp nổi tiếng ở Nong Pru, phía đông bắc Pattaya. Theo cảnh sát, có dấu vết của dung môi tẩy rửa trên ghế, vô lăng và các khu vực khác của xe. Theo truyền thông địa phương, Mack sống ở Pattaya với người vợ Thái Lan được vài năm và làm nghề môi giới bất động sản. Cảnh sát chưa cung cấp chi tiết nhưng cho biết họ đang điều tra một số nghi phạm, cả công dân Đức và Thái Lan.